Xin chào tất cả quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tiêu điểm đầu tư được phát sóng vào thứ ba, thứ tư hàng tuần. Trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một câu chuyện tuy có vẻ là cũ nhưng mà thực ra nó theo quan điểm của Tuấn là vẫn còn khá là hấp dẫn. Đó chính là câu chuyện về FPT. Và cái câu chuyện ngày hôm nay Tuấn mới nói đến đó là FPT đang vươn tầm thành một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, và nó không chỉ là một doanh nghiệp trong nước nữa. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, FPT đang là một đầu tàu tăng trưởng của nền kinh tế này và cũng nằm trong cái trending rất là lớn, trending rất là tốt của cả thế giới, đó là trending chuyển đổi số. Và đó, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về FPT có những câu chuyện gì, và để quý vị có thể theo dõi thì quý vị có thể như một lần thì Tuấn giới thiệu đến quý vị có hai cái cộng đồng mà quý vị có thể tham khảo, đó chính là cộng đồng về tích sản đầu tư và tăng trưởng bền vững, và cộng đồng thứ hai cộng đồng đi chết. Nếu như cái video này quá nhanh thì quý vị có thể pause lại và quét cái mã QR này. Đồng thời nếu quý vị có muốn tham khảo khóa học thì quý vị quét cái mã QR bên tay phải của Tuấn đây. Ok. Đó thì cái tổng quan FPT họ có những gì? FPT họ có 3 cái mảng chính của họ. Đó chính là mảng công nghệ, mảng viễn thông và mảng giáo dục. Trong đó hai mảng lớn nhất đó chính là mảng công nghệ và mảng viễn thông. Mảng công nghệ của họ bây giờ được coi là một công ty phần mềm có tầm cỡ trên thế giới. Và đối với mảng viễn thông thì FPT đang chiếm khoảng 11% theo cái báo cáo mới nhất, 11% trên cái tổng lượng thuê bao trên toàn quốc. Và tuy vậy thì nhìn cái số lượng 11% so với cả VNPT là khoảng 52% và Viettel đâu đó khoảng 31%, thì chúng ta nhìn thấy có vẻ FPT đang yếu thế hơn. Nhưng thực ra nếu như chúng ta xem xét ở các khu vực tỉnh thành lớn thì FPT là một doanh nghiệp có cái thị phần nó cao hơn cái mốc 11% cũng rất là nhiều. Đó là thứ nhất. Và thứ hai nữa là cái mảng viễn thông của FPT ấy, thì họ tập trung vào phần hiệu quả, tức là cái lợi nhuận trên cái chi phí bỏ ra họ rất là cao, do họ chỉ tập trung ở khu vực mà đông dân cư thôi, còn những khu vực mà dân cư thưa thớt thì họ giảm bớt đi. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà VNPT và Viettel họ có chiếm thị phần lớn hơn, bởi vì họ chủ yếu là chiếm thị phần khu vực nông thôn và tỉnh lẻ. Đó, mảng giáo dục của họ thì chính là cái mảng mà giống như kiểu support, hỗ trợ cái nguồn nhân lực cho mảng công nghệ. Và tí nữa Tuấn sẽ phân tích kỹ hơn cái lợi thế cạnh tranh của họ nằm ở mảng này. Và đây là một cái tổng quan về quy mô doanh thu và lợi nhuận của ba mảng. Thì bên tay trái của biểu đồ bên trái chính là biểu đồ về doanh thu, và biểu đồ bên tay phải chính là biểu đồ về lợi nhuận. Thì theo biểu đồ lợi nhuận này thì của FPT đâu đó chiếm khoảng cái mảng công nghệ đâu đó chiếm khoảng là 43% so với cả khoảng 39-40% của mảng viễn thông mà thôi. Trong đó mảng công nghệ, còn mảng công nghệ chiếm đâu đó khoảng 18%. Mảng giáo dục khoảng 18%. Thì cái năm mà 2018-2019 mà khi Tuấn bắt đầu nghiên cứu về FPT thì cái quy mô của hai mảng công nghệ và mảng viễn thông là tương đương nhau, đâu đó là loanh quanh khoảng 39-38%. Nhưng đến bây giờ thì quy mô mảng công nghệ bắt đầu vượt trội hơn, và chúng ta biết rằng là mảng công nghệ là mảng tăng trưởng tốt nhất của FPT thời điểm hiện tại. Và nếu như chúng ta vẫn tiếp tục cái đà duy trì tăng trưởng tốc độ khoảng 20-25% của mảng công nghệ thì trong thời gian tới chúng ta có thể chứng kiến rằng là có thể chứng kiến đến mức cái đóng góp lợi nhuận trong tổng quy mô lợi nhuận của FPT của mảng công nghệ có thể lên đến khoảng 50%, hoàn toàn để chúng ta trông chờ điều đấy xảy ra. Và khi điều đấy xảy ra thì cái tốc độ tăng trưởng của FPT có thể nhanh hơn bây giờ khá là nhiều, và thực tế đang nhanh dần hơn so với thời kỳ trước. Rồi thì như một lần thì Tuấn sẽ điểm qua lại ba cái lợi thế của FPT, đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và điều gì sẽ làm cho cổ phiếu này tăng giá. Thì đối với thiên thời là FPT có cái chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu đang tăng trưởng rất là mạnh mẽ, đang nằm đúng trong cái xu thế công nghệ 4.0. Và thứ hai nữa là chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đang tăng cường đẩy mạnh cái chuyển đổi số trên toàn quốc. Thì chúng ta thử nhìn lại cái dịch Covid vừa qua nó đã đem lại lợi thế nhiều cho FPT như thế nào. Đó là khi được hỏi rằng là anh chị có thực hiện chuyển đổi số cho công ty mình thời gian tới hay không, thì 76% doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp phản hồi rằng là công ty mình sẽ phải có kế hoạch chuyển đổi số, và người ta nhận ra rằng là chuyển đổi số hay là chết chính là khẩu hiệu mà hiện nay tất cả các công ty đều nhắc đến. Và
các ngành nghề đây, tất cả ngành nghề là 76%, và chúng ta có thể nhìn thấy một loạt các ngành ở phía bên biểu đồ phía bên tay phải, đó là ngân hàng này là 85%, bán lẻ tiêu dùng là 77%, năng lượng khoáng sản, rồi y tế, rồi bảo hiểm, dược phẩm đó. Thì chúng ta thấy rằng là sự chuyển đổi, sự thay đổi về cái nhận thức rất là lớn. Và thị trường công nghệ thông tin được dự báo rằng là sẽ tăng trưởng khoảng 17% vào năm 2021 theo số liệu của Fitch Solution đó. Và đồng thời một điểm nữa rằng là khi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa mới lên thì Thủ tướng là một người rất là mong muốn đẩy mạnh về cái chuyển đổi số quốc gia, và đó là một cái catalyst rất là lớn để chi tiêu công cho Việt Nam trong mảng công nghệ thời gian tới. Và đây chính là một cái biểu đồ, một cái kế hoạch của Bộ Thông tin Truyền thông là mục tiêu đến năm 2020 ngành công nghệ thông tin sẽ tăng trưởng gấp 2,5 lần. Tức là đến năm 2026 ấy, cái tăng trưởng gấp đến khoảng 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP, tức là sẽ đẩy mạnh, rất là đầu tư công sẽ rất là đẩy mạnh vào cái mảng chuyển đổi số. Và đồng thời là chính phủ sẽ thực hiện chính sách tài khoá mở rộng thông qua tăng chi tiêu công từ năm 2021 trở đi. Đó thì đấy là những cái động lực rất là mạnh mẽ cho FPT. Và thực tế thì kết quả kinh doanh trong cái thời gian gần đây của FPT thì cái mảng tăng trưởng mảng công nghệ thông tin trong nước ấy, cũng là vượt trội hơn rất nhiều so với mảng công nghệ thông tin nước ngoài. Đó. Rồi, chúng ta thử nhìn thêm một chút nữa về cái tốc độ tăng trưởng chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022. Thì giai đoạn 20, nếu như chúng ta nhìn forward cả cái giai đoạn thời kỳ trước nữa, tức là từ thời kỳ năm 2009 cho đến tận từ 2001 đi cho đến tận năm 2018, thì chỉ có duy nhất một năm, đó là năm 2008-2009 là chi tiêu công nghệ thông tin nó bị chững lại do cuộc đại khủng hoảng năm 2008. Tuy vậy sau đó bắt đầu lại bùng nổ rất là mạnh mẽ, và đến năm 2018-2019 thì bắt đầu chậm lại. Và đến 2020 thì cái tăng trưởng chi tiêu công nghệ thông tin nó bị giảm đi do dịch Covid, giảm khoảng 2,2%. Tuy vậy thì khi mà cái thái độ của các lãnh đạo doanh nghiệp thay đổi với việc chuyển đổi số và việc hiện đại hóa công nghệ cho chính công ty của mình, thì dự báo rằng 2021 là cái tăng trưởng chi tiêu công nghệ thông tin có thể lên được 8,4%. 2022 thì dự báo sẽ là khoảng 5,5%, tức là bắt đầu quay lại đà tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Đó. Và quy mô chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu sẽ đạt đâu đó khoảng 4.000 tỷ đô. Đó, và tốc độ tăng trưởng trung bình sẽ cao hơn khoảng 8%, tức là kỳ vọng tăng trưởng công nghệ thông tin sẽ quay trở lại rất là mạnh mẽ. Rồi, ok, như vậy ta đi qua cái thiên thời, tức là cái chi tiêu công của chính phủ và của các nước sẽ tăng trưởng trở lại. Và thứ hai, chúng ta sẽ quay sang phần điện lợi. Việt Nam có những điện lợi gì? Đó là thứ nhất, đó là về chi phí nhân công giá rất là rẻ. Và thứ hai nữa là Việt Nam là một đất nước có học sinh học toán rất là nhiều, và chính vì việc học toán nhiều như vậy thì cái khả năng cốt của họ cũng khá, tức là cái chất lượng nhân công của Việt Nam sẽ không hề thua kém so với cả các nước khác trên thế giới. Rồi, và một điểm nữa của FPT đó là cái mô hình kinh doanh của họ không cần đầu tư quá nhiều vốn. Đây là một đặc điểm rất là tuyệt vời so với cả những công ty mà thâm dụng vốn khác. Thì những công ty mà ít sử dụng đến vốn cố định ấy, thì thông thường cái định giá P/E của họ sẽ cao hơn so với những mảng kinh doanh mà chịu chi phí cố định. Và tí nữa Tuấn sẽ mô tả kỹ hơn trong phần này. Rồi, thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn cái chi phí nhân công của FPT. Thì đây chúng ta nhìn cái biểu đồ bên này. Đây FPT đây là chi phí của họ là 17,3 nghìn đô một năm. Đó, và trong cái đó một số các đối thủ cạnh tranh chính của FPT, chúng ta sẽ nhìn thấy có Tata đây và Infosys đây, là hai công ty mà cạnh tranh chính, là hai đối thủ đến từ Ấn Độ. Cái chi phí nhân công của họ cao hơn FPT rất nhiều. Và thực tế thì trong thời gian qua chúng ta cũng chứng kiến rằng là lương của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam cũng tăng lên rất là nhanh. Tuy vậy thì cái các nước khác như kiểu Tata hay của Ấn Độ thì họ cũng tăng tương tự như vậy. Và do vậy thì cái lợi nhuận của FPT thu lại, tức là cái chi phí của FPT bỏ ra vẫn thấp hơn rất nhiều so với các công ty khác. Đó, thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn của FPT. Trong cái đó thì như Tuấn vừa nói rằng là người Việt Nam mình học toán rất là nhiều, học toán từ bé, thành ra chất lượng nhân công của FPT cũng không hề thua kém với các nước khác. Đó, thì đấy là những cái đặc điểm lợi thế nhất của FPT so với các nước khác. Rồi, thứ hai nữa thì chúng ta sẽ nhìn xem là
cái thì chi cố định của FPT sẽ thấp hơn rất là nhiều. Ở đây Tuấn có làm một cái biểu đồ so sánh nhỏ thôi, vui thôi, với cả Hòa Phát. Hòa Phát là một doanh nghiệp thép, Tuấn nghĩ rằng là hiệu quả nhất Việt Nam rồi về lĩnh vực sản xuất. Và chúng ta nhìn thấy rằng là cái doanh thu trên khấu hao tài sản cố định ấy, của FPT nó rất là cao. Ví dụ như là chúng ta nhìn từ 2017 này thì cái phần mà doanh thu trên khấu hao tài sản cố định của FPT đâu đó khoảng 64 lần, trong đó của Hòa Phát là 23 lần. Và đến 2020 này thì cũng của FPT đâu đó khoảng 54-55 lần, trong đó của Hòa Phát là khoảng 19 lần. Đó thì điều đấy cho thấy rằng là FPT là một doanh nghiệp họ sử dụng rất là ít vốn. Và khi mà sử dụng ít vốn như vậy thì cái rủi ro mà chúng ta bị thua lỗ ấy, ví dụ như Hòa Phát hoàn toàn có thể xây một cái nhà máy lên, và nhà máy đấy nếu như không bán được hàng thì họ sẽ chịu rất nhiều chi phí lãi vay này, đúng không ạ? Rồi họ sẽ mất vốn này, họ sẽ phải tức là cái sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến cổ đông. Trong khi đó ngược lại, khi mà FPT triển khai một dự án nào đó mới và nếu như dự án đó không thành công hoặc là số lượng khách hàng ít đi thì hoàn toàn họ sẽ cắt bớt được cái lượng nhân công, tức là chi phí biến đổi, thì họ sẽ giảm được cái chi phí ngay lập tức. Thì đấy cái rủi ro của những ngành mà ít thâm dụng vốn lao động sẽ tốt hơn. Và trong điều kiện như vậy thì thông thường chúng ta sẽ nhìn sang một số nước như kiểu nước Mỹ chẳng hạn, thì những nước như những công ty như kiểu Google này, Amazon, họ sử dụng rất ít cái chi phí cố định, và định giá của những công ty này cũng vượt trội hơn rất là nhiều. Chúng ta chứng kiến rằng là PE của Google có thể lên đến khoảng 50-60 lần, đúng không ạ? Hoàn toàn điều đấy xảy ra. Còn của FPT thì đâu đó là có thể kỳ vọng mức đâu đó khoảng 20-30 lần. Và tí nữa phần định giá thì tôi sẽ nói kỹ hơn. Ok. Rồi, chúng ta đi qua thiên thời, địa lợi, chúng ta sẽ quay sang về nhân hòa. Thì thứ nhất đó là FPT có văn phòng phủ khắp nơi ở trong và ngoài nước, và để đánh chiếm những thị trường mới như kiểu thị trường Mỹ chẳng hạn, thì FPT có xây dựng cả cái đội ngũ nhân sự ở các thị trường nước ngoài như khu vực ASEAN hay khu vực ở bên Mexico đó. Thứ hai nữa là cái hệ sinh thái của FPT khá là rộng, và nhất là vừa rồi họ vừa mới mua thêm M&A thêm những doanh nghiệp nữa để họ tăng cái hệ sinh thái sản phẩm của họ ra. Đó thì chúng ta sẽ đi qua một vài điểm về địa bàn hoạt động thì của FPT là họ khá là rộng, họ phủ rộng đến 59-63 tỉnh thành khắp Việt Nam, và đồng thời là có hệ thống 48 văn phòng tại 26 quốc gia trên toàn thế giới. Và cái phần cơ cấu doanh thu của họ thì 60% là tại Việt Nam. Tuy vậy thì cái phần doanh thu này thì bao gồm cả của Viễn thông. Sau đó thì ở nước ngoài thì cái mảng chính của cái thị trường chính của họ vẫn đang là Nhật Bản với chiếm khoảng 50%, và họ đang đa dạng rất là mạnh mẽ sang các thị trường khác như Mỹ với cái quy mô doanh thu đang tăng lên đâu đó đang chiếm khoảng 24%, đúng không ạ? Đó thì khi mà FPT chắc chân tại thị trường Nhật, trong cái buổi hôm trước của nói về GMD, thì khi mà một công ty họ chắc chân tại một thị trường nước ngoài, khi mà họ mở rộng một thị trường mới thì đó là lúc mà chúng ta mua cổ phiếu. Thì tương tự trong trường hợp của FPT là khi họ chắc chân tại thị trường Nhật và họ bắt đầu mở rộng sang thị trường Mỹ và thị trường EU, lúc đó là cổ phiếu cũng tăng rất là mạnh. Đó thì cái câu chuyện hiện tại là họ đang bắt đầu có vẻ như họ đang chiếm lĩnh được miếng bánh ngày càng lớn hơn tại thị trường Mỹ. Rồi một cái điểm nữa rằng là câu chuyện rất là vui, rất là hay là đợt vừa rồi FPT có mua cái công ty Base.vn. Khi mua công ty Base.vn này thì họ sẽ nâng được cái hệ sinh thái sản phẩm của họ rộng ra cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và một điểm cái mức chi phí mà FPT mua Base.vn là không được công bố. Tuy vậy thì cái việc mà họ công bố việc mua này và làm tổ chức cái chương trình rất là hoành tráng, thì cái phần marketing đó chính là một cái chương trình marketing Tuấn nghĩ rằng là đáng giá đến 100 tỷ đồng. Và sau cái buổi marketing đó thì theo một số thông tin Tuấn được biết rằng là Base.vn có một lượng khách tham khảo cái hệ sinh thái của họ khá là nhiều. Đó thì đấy là những cái mặc dù là có thể cái mức thương vụ chúng ta không biết, có thể đắt, có thể rẻ, nhưng mà nguyên cái việc marketing cái sản phẩm như vậy thì sẽ giúp cho rõ ràng là FPT có thể giảm được cái chi phí mua của mình xuống rất là nhiều, đúng không ạ? Đồng thời với đó là FPT có thể tận dụng cái hệ sinh thái, cái mạng lưới ở nước ngoài của mình để mang cái sản phẩm Base.vn mang đi bán. Thì đó là hai cái lợi thế mà khi mua Base.vn. Rồi và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là
FPT có một cái hệ sinh thái sản phẩm khá là nhiều và họ cũng đang đẩy mạnh những sản phẩm mà made by FPT. Thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là khi họ sản xuất ra những sản phẩm made by FPT thì gần như họ chỉ sản xuất một lần và họ sẽ bán ra rất nhiều các sản phẩm mới. Nó chính là chuyển đổi số đấy. Thì khi rõ ràng là khi sản xuất một sản phẩm đầu tiên thì có rõ ràng là cái chi phí có thể là đắt. Nhưng khi mà chúng ta copy paste ra những cái phần mềm tương tự thì chi phí gần như là bằng không, đúng không ạ? Thì FPT nếu như cái sản phẩm chuyển đổi số của họ, tức là sản phẩm made by FPT, cái doanh thu nó càng lớn thì cái biên lợi nhuận của FPT sẽ càng tốt. Và câu chuyện tăng giá của 2021-2022 đối với cổ phiếu FPT này là gì? Chúng ta sẽ điểm qua một chút, đó là cái giá trị hợp đồng ký mới của công nghệ thông tin của FPT sẽ động lực tăng trưởng chính cho năm 2021. Và trong 3 quý vừa qua thì cái mức tăng trưởng và đến quý 1 2021 thì mức tăng trưởng lên đến 46% sau cùng kỳ. Đó, thì đấy là mức tôi nghĩ là rất là tuyệt vời. Rồi sau đó là các dự án lớn của họ cũng là dự án trên 5 triệu đô khá là nhiều. Tôi còn nhớ là khi Tuấn đi họp đại hội cổ đông của FPT thì anh Trương Gia Bình có nói rằng là ngày xưa khi chúng tôi bắt đầu muốn chuyển dịch dần lên cái quy mô lớn hơn, muốn hóa rồng, thì chúng tôi kỳ vọng được lên hợp đồng khoảng đâu đó từ 100 đến 200 nghìn đô lên khoảng 1 triệu đô. Nhưng bây giờ cái hợp đồng tôi có thể đạt được trong đợt vừa rồi kỳ mới là đến 100 triệu đô, tức là mỗi hợp đồng lên 100 triệu đô, tức là một con số rất là khủng khiếp. Đó, thì chúng ta hiện thấy rằng là FPT đang dần dần có vị thế. Ngày xưa nếu như mà trên một cái bản đồ rất là lớn này thì FPT chỉ là hạt cát, nhưng bây giờ cái hạt cát nó có thể to thành hạt đỗ rồi, nó bắt đầu to dần lên, đúng không ạ? Rồi, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài cũng tăng trưởng rất là mạnh mẽ tại thị trường Mỹ, khi mà họ tăng trưởng đến 26% tại thị trường Mỹ, đúng không ạ? Họ đang bắt đầu dần dần chiếm mảnh lớn hơn tại thị trường Mỹ. Rồi cái doanh thu chuyển đổi số của họ cũng tăng trưởng khoảng 15%. Đúng không ạ? Và trong kết quả kinh doanh 4 tháng vừa rồi thì cái mức tăng trưởng lợi nhuận của họ đâu đó khoảng 22%. Và cái đặc biệt là đến từ mảng công nghệ là chiếm được khoảng 19% tăng trưởng doanh thu, và mảng giáo dục bắt đầu tăng trưởng ngược trở lại. Mảng viễn thông của họ mặc dù tăng trưởng chậm, tuy vậy thì khi mà những cái mảng kinh doanh của họ qua điểm hòa vốn ý, thì phần lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều so với cái mảng với doanh thu. Ví dụ như mảng pay TV của FPT, họ đã qua điểm hòa vốn và họ bắt đầu tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt. Đó, và nếu như bây giờ ta chuyển ra phần đánh giá về định giá của FPT thì sao? Thì do FPT có hai mảng chính, đó là mảng viễn thông và mảng công nghệ, nên Tuấn sẽ chia thành hai mảng này. Định giá so với các công ty cùng ngành tương đương trên thế giới thì sao? Thì đây, chúng ta sẽ nhìn biểu đồ bên trái đây. Là cái điểm trung vị, trung bình của P/E của các công ty trong ngành đó là 18 lần. Và trung vị khoảng 17 lần, tức là khoảng đâu đó khoảng 17-18 lần. Rồi, còn nếu như chúng ta so sánh là các công ty mà làm công nghệ phía bên cổ tay phải, chúng ta nhận thấy rằng là cái trung bình đâu đó khoảng 27 đến 28 lần. Vì như Tuấn vừa nói, vì sao cái mảng kinh doanh công nghệ nó sẽ được định giá PE cao hơn cái mảng kinh doanh viễn thông là bởi vì sao? Là bởi vì mảng công nghệ họ sẽ tốn rất nhiều chi phí cố định. Tốn rất ít chi phí cố định. Trong mảng viễn thông thì tốn rất nhiều chi phí cố định. Ngoài ra thì cái mảng viễn thông của FPT, Tuấn xin nói thêm một chút nữa, là FPT đang vị thế là đứng thứ 3 thị trường. Và ngày xưa khi mà phát triển cái mảng băng thông rộng ấy, là chúng ta có rất nhiều công ty cạnh tranh nữa, cùng với cả SCTV này hay là CMC. Nhưng đợt vừa rồi thì các công ty top dưới họ đã từ bỏ cái mảng cáp quang rộng đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái chi phí đầu tư hàng năm của mảng băng thông rộng rất là lớn. Như FPT, như Fox chẳng hạn, họ một năm họ kiếm được lợi nhuận khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ, nhưng họ cũng đầu tư, tái đầu tư đến khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ vào cái mảng cáp cố định đó. Nên gần như là tiền kiếm được bao nhiêu là phải đầu tư thêm cố định. Và chính vì cái việc mà đầu tư cố định nhiều thế nên rất nhiều các doanh nghiệp viễn thông khác họ đã phải out khỏi thị trường, đúng không ạ? Cũng nguyên nhân một phần là bởi vì ngày xưa khi mà chúng ta dùng web 1.0 là chúng ta chỉ đọc báo thôi. Nhưng sau bắt đầu sang web mới là chúng ta sẽ chuyển sang dùng xem phim, xem ca nhạc, đúng không ạ? Và ngày xưa chỉ là chất lượng 360, bây giờ lên 480, 720 rồi HD. Rồi ngày xưa nó chỉ có xem phim, bây giờ chuyển sang cả livestream nữa. Đó, thì cái nhu cầu của mảng viễn thông tiếp tục tăng. Và dần dần
Đến một lúc nào đó khi mà cái nhu cầu về viễn thông nó bão hòa thì rõ ràng là những doanh nghiệp đứng đầu top đầu ngành như kiểu FPT, VNPT và Viettel họ sẽ đứng ở đó và họ sẽ thu rất nhiều lợi nhuận. Trong đó những doanh nghiệp khác rất khó để đầu tư được một cái hạ tầng lớn như vậy, cái hạ tầng mà truyền tải backbone lớn như vậy. Đó thì đó chính là một cái lợi thế của FPT trong mảng viễn thông. Rồi, thế thì chúng ta nhìn thấy rằng này, PE của mảng này khoảng 18 lần và PE của mảng này khoảng 28 lần. Thì chúng ta chỉ cần cộng trung bình ra thôi thì P/E đâu đó khoảng 23, 22, 23 lần đúng không ạ? Nhưng mà trong cái đó của FPT thì cái lợi nhuận trước thuế của mảng công nghệ đang cao hơn nhiều so với mảng viễn thông. Do vậy thì theo quan điểm của Tuấn rằng là cái mốc PE hợp lý cho FPT nếu như so sánh các nước công ty nước ngoài là nó đâu đó phải trên cái mốc khoảng 22-23 lần đó, đâu khoảng 24-25 lần, hoàn toàn để chuyện đấy xảy ra trong tương lai. Rồi chúng ta sẽ nhìn sang cái tăng trưởng lợi nhuận của FPT giai đoạn 2021-2022 thì chúng ta nhận thấy rằng là cái mức tăng trưởng đâu đó nó sẽ khá là mạnh mẽ, khoảng lên khoảng là 4.340 tỷ trong năm 2021 và 5.327 tỷ trong năm 2022. Và theo như đó thì cái mục tiêu lợi nhuận P/E khoảng 22 lần như Tuấn vừa có chia sẻ trong phần trước đó, thì cái mức định giá của FPT đâu đó có thể đạt được là 106.000, tức là tăng 20% do cái giá khoảng 88.000 ngày hôm nay, là tăng khoảng 20%. Rồi và đến 2022 thì mức lợi nhuận có thể đạt được khoảng 130.000, tăng trưởng 46%, 48% so với giá 88.000 đóng cửa ngày hôm nay. Đó thì đấy là những cái định giá của Tuấn về FPT trong giai đoạn 2021-2022. Và chúng ta sẽ tổng kết lại rằng là FPT họ đang có gì? Họ đang có thiên thời, đó là cái nhu cầu chuyển đổi số đang rất là lớn tại thị trường Mỹ, tại thị trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Họ có đang có điện lợi là chi phí nhân công đó là khá là rẻ, mô hình kinh doanh cũng khá là hấp dẫn khi cái chi phí đầu tư tài sản cố định rất là thấp. Và đối với mảng đầu tư tài sản cố định lớn như mảng viễn thông thì dần dần họ sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh rất nhiều so với cả đối thủ mới và sau, và khi mà qua giai đoạn đầu tư thì cái giai đoạn sau của FPT sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng. Rồi về mảng Nhân Hòa là họ có văn phòng khắp mọi nơi và họ có M&A thêm những cái công ty khác để họ làm đa dạng hóa cái sản phẩm của mình, và họ sẽ mang cái sản phẩm đó họ bán chéo lẫn nhau. Đấy là những cái lợi thế của FPT. Và mức định giá mục tiêu của FPT theo quan điểm của Tuấn là PE khoảng 22 lần, với giá 2021 là cuối năm 2021 ở khoảng 106.000 và cuối 2022 đâu đó khoảng 130.000. Và sau đây Tuấn sẽ mời anh Linh, chuyên gia kỹ thuật của Vinrex sẽ nói qua một chút về điểm mua, điểm bán của doanh nghiệp này. Vừa rồi anh Tuấn có chia sẻ với chúng ta về câu chuyện của FPT trong thời gian tới. Thì tiếp theo dưới góc nhìn của phân tích kỹ thuật thì chúng ta xem là cổ phiếu FPT này đang được định giá như nào và có cái vùng giá mua vào ngắn hạn cho các nhà đầu tư ngắn hạn trong thời gian tới không. Thì trước tiên chúng ta nhìn về đồ thị của FPT, đây là đồ thị tuần của FPT. Chúng ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu này đã đang trong một cái xu hướng tăng giá rất mạnh, bắt đầu từ tháng 3 năm 2020. Đây chính là cái thời điểm mà thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tạo đáy đi lên sau cái đại dịch Covid 2019. Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu FPT và cổ phiếu đã có một cái phiên tăng giá khá mạnh ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn màn hình, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu FPT đã phiên dịch hôm nay đã chính thức thoát khỏi một cái kênh xu hướng tăng giá của cổ phiếu này. Và trong quá khứ thì cổ phiếu đã có những lần cổ phiếu lên biến động tăng giá và chạm vùng cản trên và điều chỉnh lại ở cản dưới. Hiện tại cổ phiếu FPT đã vượt lên trên cái vùng cản quanh giá 84. Và điều đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của FPT thời điểm gần đây tăng rất mạnh. Anh chị có thể để ý là cái phiên tăng giá khối lượng của FPT so với trung bình 20 phiên là tăng gần như có những phiên tăng gấp đôi so với khối lượng trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó. Thì kỳ vọng rằng là chúng ta thấy rằng cái dòng tiền và cái
trên thị trường đang đánh giá MT là một cổ phiếu rất tốt, và họ đã đang mua và nắm giữ cổ phiếu này trong suốt cái quá trình tăng giá từ cái đoạn tháng đầu năm 2021 đến giờ. Thế thì câu hỏi đặt ra là hiện tại nếu nhà đầu tư mà chưa sở hữu cổ phiếu FPT thì có thể cân nhắc mua vào ở vùng giá nào? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là cái cơ hội mua vào cho cổ phiếu FPT sẽ xuất hiện nếu thời gian tới cổ phiếu có điều chỉnh về lại quanh cái đường kênh giá cạnh trên đây, và tương ứng với vùng giá quanh khoảng tầm 84/3/4 thì là cái vùng giá mà nếu thời gian tới cổ phiếu có điều chỉnh về vùng này thì các nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc để mua vào cổ phiếu này. Còn đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu FPT thì rõ ràng là cái xu hướng trước đó của FPT là một đang xuống rất mạnh, tăng giá rất mạnh với cái sự ủng hộ của cái khối lượng giao dịch gia tăng mạnh theo cái những phiên tăng giá, thì việc nắm giữ cổ phiếu này trong thời gian tới đối với những nhà đầu tư mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì nó là một sự lựa chọn hoàn toàn sáng suốt khi có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Và trên đây là cái góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật của cổ phiếu FPT cũng như là cái cơ hội, cái vùng mà có thể giải ngân cho những nhà đầu tư ngắn hạn đối với cổ phiếu này. Tôi xin hết. Ok, chúng ta đã đi qua cổ phiếu về FPT, và Tuấn xin điểm qua lại một chút thông tin về FPT đó là gì. Đó là công ty này đang có đúng ngay xu hướng công nghệ 4.0, và cái định giá của FPT khi trong cái slide cuối cùng của Tuấn ấy có nói đến, đó là cái mức định giá đâu đó khoảng là 106.000 cho năm 2021, cho cuối năm 2021 tăng trưởng khoảng 20% so với giá hiện tại, và 130.000 cho cuối 2022 tăng trưởng khoảng đâu đó khoảng 48% so với giá hiện tại. Và trong cái trường hợp mà quý vị muốn giải ngân vào cổ phiếu này thì như anh Linh vừa chia sẻ, đó là chúng ta có theo kênh giá tăng dần theo thời gian này, và cái mức vùng giá chúng ta giải ngân là quanh khoảng 84-85. Tuy vậy thì như anh Linh có nói, đây là một kênh giá tăng, nên thành ra là nếu như theo thời gian thì cái mức vùng 84-85 có thể tăng dần theo thời gian, đúng không ạ? Đó, và lời cuối thì Tuấn luôn muốn nói đến quý vị anh chị là hãy đầu tư theo cái hình biểu đồ phía bên tay trái của Tuấn, đó là cổ phiếu có giá trị tăng dần theo thời gian. Và nếu như chẳng may quý vị mua đắt, giả sử như quý vị mua đắt tại thời điểm này, đây, tại điểm này, thì hoàn toàn một thời gian sau là giá cổ phiếu lại thành rẻ. Và FPT cũng đang là một cổ phiếu như vậy. Đó, và nếu như quý vị có câu hỏi gì, quý vị có thể hỏi qua Facebook của Tuấn ở mã QR bên cạnh. Đồng thời thì Tuấn xin kết thúc cái buổi tiêu điểm chia sẻ đầu tư ngày hôm nay tại đây. Và quý vị đừng quên like và subscribe kênh VNDirect, và ấn nút chuông để theo dõi những video mới nhất của team. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư.